nhóm của em nó là chia làm ba nhóm nhỏ, đó là cứ hai người một cặp, rồi là đi theo cái mô hình là bán là nhằm cái đối tượng này là khách hàng ở hai bên lề đường thôi, chứ cũng không có là nhắm vào chính liền là ai cả. Đấy, nhưng mà thường thường mình nhắm vào những người mà đang đã kinh doanh, mình sẽ trao đổi với lại người ta là chị bán mì là có lò bánh mì lớn lắm, mình cũng trao đổi nghĩa là người ta cũng khoái lắm. Mà đến khi mà cuối cùng mà người ta muốn chốt mà muốn lấy một cái sản phẩm là cái đĩa với lại cái cuốn tập á, thì người ta nói gì giờ tôi giờ không biết giờ cái là bán như này mà giờ đi học cái này sao thời gian đâu tôi mình học giờ tôi thấy khó quá. Thôi giờ hả anh cứ giữ nó đi, xong rồi là có xin nào đó, nói chung là cuối cùng người ta giữ lắm á, mà cái hồi đó giờ đúng cái đến nó làm á, để sao tôi gặp lại sau rồi nói là cũng trao đổi sao quay lại cái chữ lầu kia cái này hồ kia mà gặp tôi là tôi quay lại tôi chữ lầu. Nói chung là có những cái trải nghiệm rất là thú vị này, nhưng mà trong cái thời gian đi á cũng hạn chế rồi. Ở đó lại là thời gian hạn chế. Ok, dạ. Chính các bạn này nè, trong group này các bạn thấy không ạ? Thời gian hạn chế nên họ phải liên tục điều chỉnh lực để đạt được cái mục tiêu đó. Còn ai nói mà thời gian hạn chế là bị chết này. Các bạn hình dung ra nè, các bạn thời gian hạn chế nghĩa là các bạn để cái size của mình nhiều quá, rồi các bạn ước rằng mình có thời gian dài hơn để mình làm cái size mình tiếp nữa. Các bạn có hình dung ra được không? Những người kinh doanh đó là tôi không có thời gian là những người đó hoang phí thời gian kinh khủng. Làm một mình, không chịu làm. Toàn là ngồi nhậu à, nói không có thời gian đi học mày ơi. Có em cũng nhắm vào đối tượng là không phải là sinh viên. Em đi với bạn ấy là có sinh viên là em không nói thằng mấy cái này là không có tiền đâu, mình đừng có chào nó. À, là hở chào những cái đối tượng đó là hở hai mấy, ba mấy. Nhưng mà khó thuyết phục, thực sự mà nói là rất khó thuyết phục người ta. Thật sự là rất là khó, thật sự là rất là khó thuyết phục. Hãy kể câu chuyện mới đây. Ô các bạn, cái tập trình đó trong đầu á, các bạn tập ở trong đầu của ông là như thế nào ạ? Đó. Giơ tay lên. Bỏ bắt đầu mà nói, bỏ những cái suy nghĩ khỉ chó đi. Các bạn, cái suy nghĩ đó vô cùng khỉ chó. Ồ, ok bạn, hãy kể một cái câu chuyện mới. Ok, rồi bây giờ kể câu chuyện mới đi. Bỏ câu chuyện cũ đi. Ok không? Chưa nhớ. Các bạn có nhìn cái mặt của ông không? Thương không? Rồi, cho ông đẻo tay từ đó. Cái đó là 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 cái đ